Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì nông trại Chimi Farm Mộc Châu sẽ giới thiệu cho các bạn cách mà nông trại làm bầu cũng như là ươm ngó dâu tây. Nội dung của video này thì có hai phần, đó là đóng giá thể và phần thứ hai đó là đi ươm ngó cái dâu tây. Thì hiện tại thì mình đang có mặt ở cái khu vực mà nông trại Chimi dùng để đóng giá thể cũng như là đóng bầu vào cái bầu dâu tây. Thì thường cái công thức nhà mình đấy, chắc là nhiều bạn quan tâm là công thức làm nào để cái tỷ lệ giữa đất cũng như là phân rồi tỷ lệ của trấu cũng như các thành phần khác ra sao. Thì giới thiệu với các bạn thì mình cũng gọi là tính chất là chia sẻ thôi, còn ở mỗi một nhà vườn sẽ có những công thức khác nhau và chúng ta có thể trao đổi với nhau để giúp nhau tiến bộ chẳng hạn. Thì với công thức ở Chimi ấy, thì bên mình sẽ sử dụng cái đất là 70%, đất 70%, phân chuồng hoa mục 20% và 10% còn lại là trấu. Còn cộng thêm một ít vôi nữa, như trắng trắng kìa, các bạn có thể nhìn thấy trắng trắng vôi kìa. Ok. Ngoài cho vôi ra thì các bạn có thể cho thêm một ít lân. Tại vì cho thêm lân thì sẽ kích thích cây ra rễ. Khi mà cây vừa ra rễ non rồi thì nó sẽ ăn được một phần lân và kích thích cho cái phần rễ của cây nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đấy, thì tiếp theo thì về cái vị trí mà các bạn có thể làm được cái trộn được cái đất ươm bầu này thì các bạn nên chọn cái vị trí là cạnh một cái mỏ đất. Mình gọi là cái mỏ đất. Thì cái đất này á thì các bạn nên chọn cái vùng cái đất nào mà đã lâu rồi không được trồng dâu. Đấy, lâu rồi không được trồng dâu. Hoặc là chưa trồng dâu bao giờ để các bạn có thể làm được cái bầu để cái tại vì các bạn khi các bạn đã trồng dâu rồi thì cái bầm bệnh của những cái mùa trước nó lưu cữu lại. Nó sẽ lưu trong đất và các bạn sẽ khi các cây con mà các bạn ươm trồng thì các bạn nên tránh cái xa cái việc đấy ra là nó sẽ không được lây sang cái cây con của mùa vụ sau. Đây là yếu tố để phòng trừ. Đấy, thì mình sẽ chọn cái vườn mà chưa bao giờ trồng dâu. Đấy, ví dụ như này, các bạn thấy cái mỏ đất mình trồng mình chọn đây thì nó có hai tầng. Đấy, tầng trên là cái tầng 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 mà cây cối nó hay cây cỏ nó mọc đấy, thì tầng đấy nó màu đen tại vì nó có cây trồng sinh trưởng, còn dưới nó là đất đất vàng, phải rễ những cây to thì mới xuống được. Nên mình cứ chọn cái đất nào mà chưa cây trồng. Sau khi có đất rồi thì các bạn làm vỡ nó và trộn đều với đất với trấu và phân hữu cơ. Thì có thể có nhiều cách. Đây mình thay đổi cái góc nhìn đi, có thể nhiều cách bạn trộn. Các bạn có thể sử dụng cái máy đảo bê tông nếu mà các bạn có cái quy mô lớn, các bạn sử dụng đất đảo cái máy trộn bê tông để làm cho nó đều, nó sẽ quay đều cái giá thể của bạn lên, là trộn đều tất cả hỗn hợp đấy. Hoặc nếu mà các bạn quy mô nhỏ hơn, các bạn chưa có máy trộn bê tông thì các bạn có thể dùng bằng tay đấy, mất công một chút thì dùng các xẻng xúc qua xúc lại. Xúc qua xúc lại rồi nó sẽ tơi được như thế này. Đấy, sau khi mà đã trộn được tơi đều rồi. Đấy, các bạn này, các bạn nắm mà cảm thấy là đất nó vừa tơi mà đủ độ này, nắm vào nó hơi chặt chặt này. Đó. Hơi chặt chặt. Đó. Là ok, là đất đấy, là đất đã đủ vừa. Đấy, hơi chặt bác nắm chặt tay. Đừng rỉ nước quá nha, không có rỉ nước là làm rất khó. Đấy, vừa tơi mà cũng không khô quá. Đấy. Các bạn sẽ sử dụng cái bầu này. Mình thì khuyên các bạn nên sử dụng cái bầu này. Các bạn nên sử dụng cái bầu đầu này. Bầu này là cho Trung Quốc sản xuất thôi. Cũng rẻ, khá rẻ. Bầu này là bầu. Đấy các bạn thấy nhìn. 9x9. 9x9. Đấy. Của Trung Quốc sản xuất, chữ Trung Quốc thì mình không hiểu chữ tàu này, chữ này là chữ gì. Cái này thì người ta bán trên mạng nhiều lắm, khoảng 50.000 đến 55.000 một kg. Gì cháu ơi? Cháu lấy À, lấy túi à?
Cái bầu này thì các bạn dùng cái bầu 9x9 là vừa hợp. Bé quá thì không được mà to quá thì phí đất mà tốn công nó nắp. Sau khi các bạn chuẩn bị đất cũng như là bầu rồi thì mình sẽ tiến hành là đóng đóng giá thể vào trong cái bầu này. Thì cái công đoạn này cũng khá là mất thật nhiều thời gian. Đấy, thì không biết là farm các bạn làm nào nhưng mà mình thì mình cảm thấy là đóng cái này cũng tốn thời gian phết. Đấy, cho công nhân, các cô anh chị công nhân thì đóng vào cái những cái bầu đen này, sau đó đóng vào bầu đen rồi thì những cái sọt này thì mình thường đấy, cái sọt này thì khoảng độ 300 à 3 tầng, mỗi tầng khoảng 70. Đây. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy. 70 và nhân với lại 10 hàng, 70 3 3 chồng là 210. Đấy. Mình chọn những người nhanh nhất ở vườn. Đấy, nhanh nhất ở vườn ra đóng bầu. Những người khỏe nhất thì đi chọn giá thể, những người nhanh thì đi đóng bầu. Đấy, những người nhanh tiếp chuyển sang là đi ghim ngó. Đấy, mình sẽ tập hợp nó ở đây. Tập hợp nó ở trong cái khu vực này. Tập hợp ở trong khu vực này. Đấy, rồi sau đó thì di chuyển nó sang cái khu vực ươm. Ươm cây. Sau khi mà mình đã đóng bầu được nhiều như này rồi thì mình sẽ huy động các cô chú công nhân để di chuyển cái bầu đã đóng này sang cái khu vực mà ghim ngó. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái khu vực nào mà trộn đất làm bầu này gần với lại cái khu vực chúng ta ghim ngó. Mình cũng cố gắng tìm cái mảnh đó nào nó gần gần nhưng mà thực tế thì nó cũng vẫn mất một khoảng thời gian để di chuyển cái xe rùa chân chuyển qua bên này. Thì cái khu vực ươm ngó của mình đây, cái khu một trong những khu vực ươm ngó của mình hiện tại đang ở đây thì mình sẽ di chuyển nó sang bên này để mọi người được ghim ngó, cho các chị em công nhân ghim ngó. Đây, ở đây thì mọi người đang tiến hành ghim ngó đây. Đây là một trong những cái mảnh vườn mình ươm ngó. Đây thì mảnh này 1.000 mét vuông. Đấy, thì hiện tại thì mọi người đang ghim ngó ở cái khu vực này. Được, hôm nay tổ đội được bao nhiêu cái cô? Cái này ghim hơi khó, cháu ở đây ngó nó nhiều là cứ chằng chịt là Càng vào nhiều ngó càng tốt chứ. cứ nhưng mà này bà dế nó là xuống đất nhiều quá nó phải nhổ lên gỡ ra mới ghim được. Như như cô đấy chiều nay thì ghim nốt cái này mới được 600. Cô vừa mới nói cô thì không được 600, người khác thì không ai làm được đâu. Thế thì cô bé cái nhanh nhi nhanh tay nhá. Nếu mà không được gỡ, không được nhổ ấy. Đây là cây dễ, Lên đây là cây lên. dễ này cô phải cho nó xuống nhỉ, không nó trồng lên trời này thì không được đâu. Ôi giời. Nó đang nhiều ngó quá nhỉ. Nhiều ngó quá. Thầy cháu đang làm một cái video để hướng dẫn mọi người người ta có thể làm ngó được. Người ta ghim bầu đây, những cái dễ mà nó đây cô ơi, những cái dễ nào mà nó trồng lên trời này cô phải cho nó xuống, không là nó không có mưa là nó chết đấy. Đây. Cái em phải chú ý cái rễ nào mà nó đang trên trời thì phải 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 mọi người phải cho nó xuống, không là nó mất thời gian nó xuống. Mình nhanh thì nhanh nhưng mà mình vẫn phải Cô tưởng là sao lại nó ra dưới mới thế không, mình cũng phải nào ấn nó xuống chứ, làm sao mà thế hả? cũng phải cho nó xuống chứ. Đây. Cái bầu này sau khi di chuyển qua bên này thì sẽ dùng cái ghim này là ghim tăm tre. Thường thì có một số nơi người ta dùng cái kim nhựa của Nhật, kim nhựa mấy chục đồng một cái, nhưng mà đây thì mình sẽ dùng cái chất liệu là tăm tre rồi ghim luôn. Đây như thế này. Đây mình sẽ hướng dẫn qua cái chỗ khu vực này. Đây ví dụ mình cái tăm mình sẽ ghim nó xuống. Đất nó đang khá ẩm nên nó mềm dễ nhỉ cô nhỉ. Nó mưa nó mềm nó dễ thôi. Đây, hiện tại thì cái nhỏ này nó đang có rễ non ra rồi. Đó. Cái tăm mình sẽ bẻ đôi và ấn
ấn cái phần rễ xuống, chẳng biết nó đi đến đâu. Này, cái bầu đất thì mình cũng cho nó vùi nó, hơi vùi nó xuống đúng không, vùi nó xuống để làm sao mà nước nó tưới nó cũng được ẩm, nước nó tưới nó được ẩm. Cái mảnh 1.000 m² này bây giờ là lần đầu mình ghim ấy nhỉ, lần đầu mình ghim nên là nó cũng khá là nhiều ngó. Mảnh này ghim xong chắc phải được đôi vạn. Được rồi. Em gái kia cũng ở Bản Áng à? Hay là đâu? Ở đâu? Tu Lâm Sản à? Phú Yên à? À, Trường Sại à? À, à, tưởng ở đâu nghe lạ quá, tưởng dốc Lâm Sản ở đây, không phải dốc Lâm Sản. Ờ, chào chào. Thế hôm nay được bao nhiêu cái rồi? Có, nhưng mà hôm nay cháu được 400 rồi. Hơi chậm nhỉ, làm nếu sao mà, nếu mà mình giải 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 ba túi bóng vào thì nếu mà cháu làm được còn 530, 540, nhưng mà bây giờ như này phải gỡ ra hết tất cả, nó chậm mất 4-5 bầu. Các bạn cố. Cái công đoạn ghim ngó này cũng rất là quan trọng đấy. Sau này thì nó sẽ, mình mà ghim cẩn thận thì cây nó mới ra, trồng nó mới ra được. Đây, cái rễ này cháu cho nó xuống nha. Cây nào nó nhiều rễ này cháu phải cho nó xuống nha. À. Mình làm nhanh thì nhanh nhưng mà rễ không được trồng ngược lên trời đâu. Nó khác gì là mình bắt mình đi bằng hai tay đâu. Đúng không? Chân thì mình mới đi được, đi bằng hai tay chắc là bò như chó được thôi đúng không? Nói vui vậy nhưng mà để làm cho dễ nó xuống. Đây, ở cái khu vực này thì mới ươm được hai hàng nhỉ? Mới được hai hàng, đây hàng thứ ba của cháu đây đúng không? Ờ... bóng mà nó hơi lâu bác ạ, nó cứ đâm xuống mọc hết dưới đất. À, nó đâm rễ xuống đất rồi gì? Còn trên kia thì nó mọc trên cái túi bóng đúng không? Nó nằm bò trên những cái túi bóng thì nó sẽ không 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 mọc rễ được đúng không? Vâng ạ. Nó rễ rồi nó nhanh hơn. Chỗ nào mà ví dụ nó dày như này mình cũng phải chia nó ra. Ví dụ đây cũng một lưu ý, đó là khi nào chỗ nào mà nó nhiều như này mình san nó ra. Ví dụ mình trong quá trình ghim ngó thì cái mật độ cây ngó ghim này cũng rất là quan trọng. Tại vì khi mà cái ngó mà có mật độ quá dày thì cây sẽ bị vóng và làm cho sức của cái lá yếu. Cái thời điểm là tháng 8 ở Mộc Châu, tháng 8, tháng 9 ở Mộc Châu thì lượng mưa khá lớn, là lượng ngó được sinh ra rất lớn, nên là quản lý làm sao số lượng ngó trên một cây, làm sao cho cây bố mẹ nuôi vẫn nuôi được cây, trong khi đó cây con thì lớn, đảm bảo trong vòng khoảng 1 tháng với ươm bầu này có thể đem đi trồng, hoặc 20 ngày đối với viên nén thì đem đi trồng luôn. Nếu mà quản lý số lượng cây ngó con của cây dâu mà không tốt thì dẫn tới là cây mẹ sẽ suy, và các bạn kết hợp với lại phân bón nữa làm sao cho cái trong thời gian mà cây mà nuôi cây con này thì tăng cường cái lượng phân bón để giúp cho cây khỏe và cung cấp dinh dưỡng đủ cho những cây con. Đấy, khi mà một cây mà nó ra rất nhiều ngó như vậy thì các bạn làm sao mà khi mà ghim ngó điều chỉnh mật độ làm sao mỗi ngó cách nhau 10 phân như này thì cây nó sẽ đủ cái không gian, cây con nó sẽ đủ không gian để nó lớn. Còn nếu mà cây ví dụ như thế này, nó di rít như này, cái bầu mà cạnh nhau
là cái bầu cạnh nhau như này thì cây khi mà cây con lớn lên thì nó sẽ thiếu không gian và làm cho nó bóng lá lên. Thời điểm tháng 8 thì cũng là một thời điểm mà nắng mưa thất thường trong một ngày này. Ví dụ như ngày hôm nay thì mưa 2 trận, ngày nay mưa 1 trận nhỉ, hôm qua thì mưa 2 trận, đêm cũng mưa, ban ngày có thể xuất hiện nắng nữa, nên là nắng mưa xuất hiện thất thường như này thì cây dâu rất dễ bị bệnh. Mà khi mà mình ươm ngó thì mình sẽ cây con của mình sẽ phải di chuyển, mình sẽ động chạm vào nó, thì dẫn tới là mưa thì cây rất dễ bị bệnh. Thì hạn chế một phần với ánh nắng cũng như là lượng mưa thì mình sẽ sử dụng cái lưới này, cái lưới này, lưới lưới ly lông, lưới lưới cắt nắng này. Với mình đang sử dụng cái lưới cắt nắng này khoảng 50%, nhưng mà qua 2 3 mùa thì bây giờ chắc cái lưới này giờ cắt thì khoảng 30% nắng thôi. Ở hôm nay làm 6 giờ cô. Xem đồng hồ thôi mà. Bây giờ 5 rưỡi rồi, 5 giờ 40 rồi. Làm nốt cái giò đấy thì tưởng là hôm nay mọi người nên làm 6 giờ. Cái lưới cắt nắng này sẽ cắt một phần nắng, cái nắng ánh nắng gay gắt cho cây, tại vì cái cây mà mình vừa mới ươm bầu cái con này thì nó cần độ ẩm cao để nó có thể ra rễ được đó. Còn nếu mà các bạn mà không che thì dẫn tới là mưa nó rơi trực tiếp, mưa nó trên trời nó rơi trực tiếp xuống cây đấy, làm cho cây nó tác động với cây là cây nó tả tơi. Rồi khi nó nắng quá thì cái cây con nó cần ra rễ, thì mình mà quản lý lượng nước không tốt ấy thì cây nó sẽ bị héo rễ đấy, cũng dẫn đến là cây chết hoặc là chậm lớn. Này các bạn thấy không, đây đất của mình ươm thì do kết hợp trời mưa thì nó khá ẩm, như này cũng là ẩm, rất ẩm, trường tức tương đối là ok, là không vấn đề gì. Đây mình các bạn có thể đi ngắm một vòng cái vườn ươm của mình. Đây là cái vườn mình ươm sau, còn hôm sau thì mình sẽ lên cái vườn ươm mà ươm cái vườn ươm đã lâu, từ tháng mình trồng cây từ tháng 12, tháng 1, bây giờ thì nó dày rít rồi, cây con rồi. Đây cái cây con các bạn thấy không, đây một cây mẹ, một cây mẹ nó đẻ ra phải đến số lượng khoảng 15 cây xung quanh gốc nó đó, cây con. Cái đặc điểm thời tiết của Mộc Châu mát về mùa hè như vậy thì đây là một điều kiện thuận lợi để có thể là ươm được cây con, ươm được cây mô. Các cái nơi khác thì ở đồng bằng Bắc Bộ thì có thể là bây giờ vẫn còn đang nóng, bây giờ đang rất nóng gắt, nên nó có thể không phù hợp với việc là ươm cây dâu đâu. Mộc Châu là nơi mà có khí hậu rất thuận hòa và phù hợp với việc ươm dâu. Vì vậy thì chúc tất cả các nhà vườn cũng như là tất cả các bạn mà đam mê trồng dâu thì sẽ có cái mùa dâu khởi động bằng cái mùa ươm cây dâu mô này thành công. Các bạn mà ươm được cây dâu mô mà cây dâu cây xin lỗi bạn, ươm được cây giống dâu, mình vừa nói cây mô, ươm được cây dâu mà có cái sức sống tốt nhất đấy vào thời điểm thích hợp thì các bạn sẽ có mùa vụ bội thu. Các cụ ta thường nói là nhất giống nhì phân tam cần, nhất mình xin lỗi nhất nước nhì phân tam cần từ giống đấy, nên là giống là một trong 4 yếu tố cấu thành của mùa vụ, nó xếp cuối thôi. Ok vậy thì mình sẽ dừng video tại đây, chúc tất cả các bạn một mùa bội thu. Cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký kênh của Chimmy Farm để theo dõi các thông tin bổ ích mình sẽ chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.